Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một hình ảnh rất tuyệt vời. Như quý vị và anh chị em biết, vào ngày 11 tháng 4 vừa rồi, vào ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót, Chủ nhật thứ hai sau lễ Phục sinh, thì người Công giáo chúng ta thường có thói quen tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót bằng cách là có những cái cuộc rước kiệu thánh thể. Thì một nhà thờ Công giáo đã tổ chức một cuộc rước kiệu thánh thể trên đường phố, và một bức ảnh đã lan truyền trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trên trang Facebook. Bức ảnh cho thấy một linh mục đang đứng ở phía sau một chiếc xe tải nhỏ đang giữ mặt nhật thánh thể, và lúc này trên đường phố có những chùm ánh sáng từ bầu trời chiếu thẳng vào mặt nhật thánh thể. Đây là một hình ảnh rất là đẹp. Quang Hải sẽ gửi đến quý vị và anh chị em hình ảnh này. Kính thưa quý vị, đây là một hình ảnh được chụp vào ngày 11 tháng 4 và đã đăng tải trên các trang Facebook vào ngày 18 tháng 4, sau một tuần sau đó. Các bạn thấy không? Một hình ảnh từ ở phía trên cao chiếu thẳng xuống mặt nhật, và phía trước mặt nhật này là có hình Lòng Chúa Thương Xót vào ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 11 tháng 4, và linh mục đang quỳ giữ mặt nhật thánh thể. Quang Hải sẽ zoom to cái hình ảnh lên cho quý vị và anh chị em xem. Rồi. Đây là hình ảnh linh mục đang quỳ trên một chiếc xe tải tải nhỏ thôi. Đó, đây là mặt nhật thánh thể, và phía trước là hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Thì phía trên các quý vị và anh chị em xem, có một tia ánh sáng từ trời cao chiếu thẳng xuống luôn. Đó, quý vị và anh chị em xem, một ánh sáng từ phía trên cao chiếu thẳng xuống. Đó. Và đây là hình ảnh linh mục đang quỳ trước mặt nhật thánh thể. Một hình ảnh quá tuyệt vời phải không quý vị và anh chị em? Đó, bây giờ Quang Hải sẽ zoom lại cho quý vị và anh chị em xem. Có thể lúc này cuộc rước kiệu đi ngang qua một cái đèn ở phía trên cao này, và lúc khi mà chụp thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng ánh sáng. Nhưng dù sao đi nữa thì quý vị và anh chị em phải công nhận rằng đây là một bức tranh rất là đẹp, làm cho chúng ta càng thêm tin tưởng rằng Chúa luôn luôn quan phòng cho chúng ta. Như quý vị và anh chị em cũng biết, tất cả mọi sự ở trên thế gian này Ngài đã tạo dựng. Đó, quá đẹp phải không quý vị và anh chị em? Quang Hải sẽ zoom lại cho quý vị xem một lần nữa. Đây là chiếc xe tải, và đây là linh mục. Thì cái vị trí chụp cái nơi này thì Quang Hải chưa xác định được. Quang Hải sẽ tìm hiểu rõ cái hình ảnh này. Hình ảnh này chụp vào ngày 11 tháng 4, vào ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót. Đó. Và một tuần sau đó bức ảnh này được đăng lên. Đó. Rất đẹp phải không quý vị và anh chị em? Một hình ảnh rất là tuyệt vời. Và hình ảnh này, nếu quý vị và anh chị em xem, nếu muốn xem trên bản gốc thì quý vị và anh chị em có thể vào trong trang web justpop.com. Đây là Quang Hải lấy từ cái trang web này, một trang web Công giáo có uy tín. Đây, justpop. Đó, quý vị và anh chị em xem, rất là đặc biệt. Từ phía trên trời cao có một chùm ánh sáng tỏa xuống mặt nhật thánh thể. Và ngày đó, vào ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 11 tháng 4. Một vài thông tin Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em để quý vị và anh chị em biết về hình ảnh này. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã theo dõi, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe, và đừng quên
nhấn chuông, đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.